Sáng nay 29 tháng 10, đoàn công tác Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đến làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả công tác 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021. Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 10 chi bộ trực thuộc với 200 đảng viên. Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã chỉ đạo xây dựng phương án thành lập các tổ công tác nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản. Phối hợp với địa phương rà soát, cung cấp thông tin về nhu cầu và khả năng cung ứng các mặt hàng nông sản, thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quản lý biết để cung cấp thông tin lên sàn thương mại điện tử. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp khác phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin. Ước năm 2021, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 1,84%. Cơ cấu GRDP khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 10,57%. Các lĩnh vực cụ thể đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị ngành nông nghiệp phát huy những kết quả đạt được, tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng thời chủ động phối hợp, kết nối để giải quyết trọn vẹn tổng thể các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để tạo ra cây con giống mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phối hợp các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đối với ngành nông nghiệp. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở cần phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ đảng viên phải luôn tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.